Xin được hoan hỷ, chào đón tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang tháng 5 thì ai ai trong số chúng ta cũng tò mò muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong tháng 5 này sẽ như thế nào, đặc biệt là đối với quý vị tuổi Kỷ Sửu. Quý vị có muốn biết trong tháng 5 âm lịch này thì mình có được may mắn thuận lợi nào hay không ạ? Bước sang tháng 5 âm lịch thì những gia chủ Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng được thành công, thuận lợi, gia đạo, hưng vượng và bình an. Trong tháng 5 âm lịch, quý vị là một trong số ít con giáp được mọi người kính nể, khen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu và có tấm lòng bác ái. Tuy nhiên, cuộc sống những tháng năm trước đây thì quý vị đã gặp không ít những trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Và bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, tháng này, tháng năm âm lịch của chúng ta sẽ rất khác. Vậy thì khác như thế nào? Chúng ta hãy cùng vào phần nội dung phân tích cụ thể vận trình quý vị Kỷ Sửu sinh năm 1949 quý vị nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường được gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phách lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp, ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế mà suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề, đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 chính là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ cũng khá bảo thủ và truyền thống quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng, nên mọi chuyện dễ rơi vào tình thế không thể nào vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo, nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc, nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không mong muốn. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không đáng có, làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình chính là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng hơn cho con cháu trong nhà, để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm hơn và đơn giản hơn nhiều. Trong cuộc sống các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp cho bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo nghĩ đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên nhiều phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng, gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người trong cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các quý vị gia chủ kỷ sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi kỷ sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn nghe lời. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày, ngày âm lịch ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi kỷ sửu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người kỷ sửu trong tháng năm âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng năm âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn may mắn, gặp nhiều bình an trong cuộc sống của mình và thành công. Trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào.